điểm tiếp cho ban sao đỏ. Trọng tài lưu ý bất tuyệt đối. Bây giờ luận không đếm nữa, không có đếm. Xin mời hai đô vật nữ vào vật biểu diễn ạ. Thi đấu chứ không phải biểu diễn. Xin mời hai đô. Hiện nay thì các đô là nhiệt tình và rất là hâm mộ khi về góp vui với hội đã đăng ký tham gia đua tài với các đô nam. Nhưng sự cấm đoán không cho phép của Bộ Văn hóa Thể thao và hiện nay thì không cho nam nữ thi đấu sẽ rất là ảnh hưởng đến văn hóa và lễ hội của chúng ta buộc sẽ phải tuân thủ các cái quy định của bộ. Và hai cháu đã quay ra là xin đăng ký thi đấu. Các cháu không được mang trang sức ở bên người và hiện nay là các cháu vào thi đấu là khuyên tai này, nhẫn này, đấy, vòng cổ này, vòng tay này là cho các cháu phải bỏ ra hết. Vừa qua thì ở lèo số 17 công thuật của Thọ Xuân đã thi đấu thành công ở lèo số 17, nhận phần thưởng giải lèo và đã xin ủng hộ lại ban tổ chức. Thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn công thuật Hàn Đô và xin được chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, như vậy là hai đô vật nữ của chúng ta thì là các vận động viên của sẽ tổ chức thi đấu theo luật vật tự do. Theo vật tự do theo cách tính điểm để các cháu có thể có điều kiện. Đánh dân tộc ạ. Vâng, ban tổ chức là muốn để các cháu thể hiện một số đòn đánh, một số kỹ thuật thì quý vị sẽ có cơ hội để chứng kiến và thưởng thức hơn. Còn đánh dân tộc thì sẽ rất hạn chế về kỹ thuật. Vâng, thôi được rồi, theo như vậy là ban tổ chức sẽ quyết định là thi đấu trong 5 phút đầu sẽ thi đánh tính điểm, đánh theo luật và tự do và nghỉ ngơi sau đến hiệp thứ 2. Các cháu sẽ nghỉ ngơi trong vòng 10 phút, sẽ đánh hiệp thứ 2 thì sẽ thi đấu dân tộc. Nghĩa là các cháu phải biểu diễn 2 lần. Lần đầu là thi đấu vật tự do. Xin giới thiệu đô Thanh Hương của Thạch Thất với trang phục đai đỏ. Gặp Trang Hà của Mỹ Đình với trang phục đai xanh. Điều khiển chính trọng tài Nguyễn Văn Thịnh. Hai đô ai vận động viên bắt tay. Các trọng tài chuẩn bị, hai vận động viên chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Vâng, trong vật dân tộc cũng như vật tự do của Điền. Và 4 điểm cho đô quân đỏ, 2 điểm cho ba xanh, 2 điểm tiếp cho ba xanh. Rồi, phản công rồi. Hiện nay là rồi, không có kỹ thuật tiếp theo. 12 vận động viên ở tư thế đứng tiếp tục trận đấu. Vâng, cho một tràng pháo tay các quý vị đại biểu, hay quá. Vâng, tuyệt vời. Vâng, để cổ vũ động viên các cháu trở thành những vận động viên đã có đẳng cấp tham gia những cái giải SEA Games, những giải quốc tế, thì ngay như hôm nay là các cháu đã. Vâng, 12 vận động viên vào giữa thẳng tiếp tục trận đấu. Đây là những thế hệ vận động viên trẻ. Vâng, 4 điểm. Chỉ cho thang điểm thôi. Đấy, 1 điểm.
Cao Xanh. Trận đấu tiếp tục. Hiện nay trong bật tự do cổ điển 4 điểm cho Cao Xanh. Vâng. Rất tuyệt vời. Đúng là con cháu của bà Trưng bà Chiều. Ôi tuyệt vời, 2 điểm cho Cao Xanh tiếp. Thôi, thời gian thi đấu hiệp 1 tạm kết thúc. Vâng, xin mời hai vận động viên chúng ta ra ngoài nghỉ chút ít để chốc sẽ thi đấu vật dân tộc.